Ông cao này nó mới đẩy được bộ bệ. Cao quá. Cho sâu ẩn xuống đi. Lấy nhiều góc bên kia. Sâu ẩn. Vậy là mọc thêm à? Đây anh em chuyển cây này vào chậu mới. Lấy đi cho cây rễ mặt nó lên mạnh. Chậu này chậu mỏng nên ra là cái phần chiều cao của bệ cũ đi và xỉa mỏng bớt đi. Nói chung là cái bệ cũ cũng rất mỏng nha nhỉ. Chẳng qua cái phần ăn xuống toàn dây tôm, dây mới. Trước nuôi trồng chậu hơi dày, hơi sâu nha. Sâu mình dễ nó ăn xuống. Vâng. Lập bệ nó kém. Vâng. Đợt này là cụ sẽ được thay ra đổi thịt. Đặt vào chỗ nông như này thì sẽ nổi chân bệ lên. Và dễ ăn ngang ra nên bệ sẽ đẹp. Ra Tết phát mùng 3 mùng 4 là mưa chiến miên nha. Tận hôm nay. Bên cây này chậu trước thì được trồng chậu hơi sâu, dễ nó ăn xuống nhiều, nó không ăn ngang mấy. Cứ trồng đi trồng lại như này đâm ra là chả phải bổ sung đất mới nha. Anh Phương ấy xỉa cho bệ nó mỏng bớt đi cho nó phù hợp với cái chậu này. Chậu này sâu cho tầm 10 phân. Nặng phết đấy, phải 20 bê đấy. Nhẹ vào quá. Được cái là nhìn nó khác ngay. Khít như cậu ấy mợ. Từ để chỉnh đây, dáng cây này. Em đẩy nó mà nó bị ngửa gần sau. Từ dịch xong cái này tí. Bản thân cây này nó cũng phải hơi ngửa. Đúng, hơi ngửa. Nó ngửa ra bên bên phía xa. Chỉa ra nó nổi hết cả cái phần thân, nhìn cây to nhá anh ạ. Lúc cũ trồng là nó đất nó ôm vào cái phần thân phải mất thêm 4-5 phần chiều cao ạ. Đưa lên cao như lộ mạnh. Bây giờ mới lộ hết thân rồi. Cô bên hoàn thiện nhích lên tí nữa.
Cây này cái mặt chính nhìn thích thật. Rồi tất cả bây giờ chuẩn bị là thích hết bây giờ. Đây, anh em đang cho đất trồng mới vào. Đấy, đúng rồi. Đó, được rồi. Nhồi bệ chỉnh lại chuẩn cái tâm và độ nghiêng theo các hướng. Hơi bị cao quá rồi. Hai ngọn lùn cũng là vừa. Đấy, đấy, này này. Cái cây này, không bị mặt đổ. Trước đây. Bạn nhìn phê chưa? Bỏ cái tay kia đi, cây cân này. Cắt cái tay ba đi, cây cân luôn. Làm cây đơn giản mà chỉ ăn mấy bê từ chỗ này đặt sang chỗ kia. Đến đổ bé bé thôi.